Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Quảng Ngãi Youth Talk QNYT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Quảng Ngãi Youth Talk ngày hôm nay. Mình là Thanh Thúy, sẽ là người đồng hành với các bạn trong các chuỗi nói chuyện của chương trình. Đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Thúy và ekip của chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Trung tâm Anh ngữ Beta School đã đồng hành và tài trợ một cái không gian rất là hoành tráng và tuyệt vời như thế này. Và ngày hôm nay chúng ta có một khách mời cực kỳ đặc biệt và cực kỳ đẹp trai. Anh vừa trở về từ Mỹ và trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình về con đường chinh phục giấc mơ du học cũng như là công việc và định cư ở Mỹ. Để không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng chào đón anh Nguyễn Minh Việt. Em chào anh ạ. Yeah. Và chào tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình là Quảng Ngãi Youth Talk ngày hôm nay. Dạ, yeah. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên mà hai anh em ta gặp nhau đúng không ạ? Thì em nghĩ đây cũng là một cơ hội để mà chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện thú vị và thật lòng nhất. Dạ, yeah. Thì không biết hiện tại là anh đang làm gì ở Mỹ anh ha? Cái câu chuyện mà đang làm gì ở Mỹ nó rất là vui để mà chia sẻ, bởi vì thực ra mình đến Mỹ thì mình học một cái ngành học khác. Tuy nhiên hiện giờ thì mình sắp hoàn thành cái khóa thạc sĩ bên an ninh mạng, bên tiếng Anh gọi là cyber security đó, và mình cũng đang tham gia bên US Navy của Mỹ. Nghe gì hoành tráng quá. Hơi một chút thôi, chút lạ. Thì không biết là cái công việc hiện tại của mình đó là nó có đi đúng hướng với những cái dự định ban đầu, hoặc là nó có đúng với cái ngành học của mình ở đại học không anh ha? Thực ra nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bật mí một tí, lúc mình học đại học ở Việt Nam là mình học Học viện Ngoại giao ngoài Hà Nội á. Cái ngành mình học là ngành truyền thông quốc tế, là làm về PR, marketing, xong rồi làm về truyền hình. Nhưng mà khi mà qua Mỹ một thời gian ấy, thì mình hoàn thành cái đầu tiên là mình đã hoàn thành cái khóa học thạc sĩ lần thứ nhất là năm 2017 rồi, thì cũng vào cái ngành truyền thông đó luôn. Tuy nhiên thì sau khi mình ra trường vào năm 2017 ấy, thì lại không cái cảm giác là cái ngành đó có thể trụ lại Mỹ được. Nó hơi khó xin việc, và đặc biệt nếu mà xin việc thì cái mức lương nó cũng ở mức trung bình chứ nó không cao. Nhưng mà mình muốn phát triển thêm, và đặc biệt là làm việc truyền thông thì nó thuộc vào yếu tố ngôn ngữ và văn hóa mà mình thì không phải là người Mỹ. Rất là khó mà cạnh tranh. Thì sau đó thì mình đã quyết định và bỏ hết tất cả những ngành học trước và chuyển qua một ngành học mới, đó là cái cyber security như bây giờ. Thì mình nghĩ là nếu mình học một cái ngành học mới thì phải cái ngành học mà có thể cạnh tranh được với tất cả các bạn quốc tế, chứ không chỉ là người Mỹ hoặc là người Việt Nam. Thì công nghệ thông tin là một ngành học mà không cần biết là bạn đến từ đâu, màu da như thế nào, vì đó là một cái ngôn ngữ của máy tính. Thì ai cũng có background như nhau đúng không? Ai cũng có một cái nền tảng như nhau, miễn là mình học ngôn ngữ mới, nếu mình chăm chỉ và mình có một chút năng khiếu thì mình sẽ học tốt. Thì mình có cơ hội để cạnh tranh công bằng. Đó. Thì may mắn là cái ngành học của mình chọn cái cyber security đó thì nó phù hợp. Sau một thời gian khoảng 2 năm thì mình nhận ra nó phù hợp và nó giúp cho mình, đang giúp cho mình có một cái điều kiện xin công việc với mức lương rất là gọi là trên mức trung bình so với người Mỹ, gọi là tạm được. Và về phát triển lâu dài thì nó lại rất là nhiều cơ hội cho mình luôn. Mình có thể làm việc ở bất kỳ đâu, không những ở Mỹ mà tất cả các nước châu Âu và châu Á đều được. Có thể đi du lịch khắp nơi và làm việc trên cái máy tính thôi. Tức là khi mà anh đổi ngành đó là anh tự nhận thức, tự mình thấy cái cơ hội, hay là có được ai hướng dẫn hay giới thiệu gì không ha? Thực ra đó thì mình chỉ Google những cái ngành học mà kiếm tiền gọi là nhiều nhất ở Mỹ không? Đúng rồi, keyword là make money, gọi là make good money in America. Thì khi mình lúc đó mình chưa có nhiều định hướng, thực ra lúc đó vẫn chưa được ai định hướng cả. Mà chủ yếu là tự bản thân suy nghĩ là bây giờ mình phải chuyển một cái ngành học nào không, mà nó giúp cho mình có một cái mức lương ổn định sống ở Mỹ trước đã, và từ từ muốn làm cái gì khác thì làm sao. Chứ lúc đó thực sự là chưa có thực sự yêu thích cái ngành cyber security đâu, mà chỉ nghĩ là sẽ kiếm cái ngành học nào mà mình có thể kiếm thêm cái thu nhập nó cao so với cái ngành communication trước đây. Đó. Thì mới bật ra là ở ngành này thì nó là có một chút công nghệ thông tin, rồi một chút cái khả năng tư duy, phân tích dữ liệu các kiểu. Thì nó là tổng hợp cái mọi thứ thì khá là giống cái con người của mình. Mình học văn cũng được một ít, học toán được một ít, không có gì xuất sắc, nhưng mà trộn chung là đều á. Nên là nếu mà tổng hợp lại văn với toán thì cái ngành học nó khá là phù hợp. Thì cho em hỏi một câu gọi là kiểu như là personal xíu, là ngày xưa anh có phải là một học sinh xuất sắc không, hay là chỉ là một học sinh gọi là giỏi bình thường thôi, và mình có ước mơ du học, để em thấy là
Bởi vì hiện tại là em cũng đang dạy một trường cấp 3 đó, thì các bạn, em nghe nhiều bạn học sinh là đang chia sẻ là muốn có một giấc mơ du học nhưng mà vẫn không tự tin lắm về khả năng của mình, bởi vì các bạn nghĩ à tôi phải thật xuất sắc hay là tiếng Anh tôi phải thực sự giỏi thì mới đi du học được. Thì cái cơ hội đó nó có đồng đều cho tất cả mọi người hay không? Nhân đây mới mới chia sẻ vui là lúc mà anh Việt học tại trường thì chưa bao giờ là học sinh xuất sắc nhất lớp cả, chưa bao giờ, lúc nào chứ cao lắm thì Phong cũng đứng top 5 thôi. Trong lớp còn nhiều bạn giỏi lắm, Việt nhớ tên mấy bạn là có nhiều bạn Phương, Bảo, Hiếu học rất là giỏi, rất là xuất sắc trong những cái mảng như là toán, lý, hóa chẳng hạn. Nhưng mà mình thì mình lại không có đủ năng lực xuất sắc đến mình đạt cái bước nhất như vậy. Nhưng mà mình lại có một cái điều là mình sẽ tạo, nếu mình không được giỏi thì mình sẽ lạ đi, mình đọc đó, mình sẽ làm những cái người ta không làm được. Ví Ví dụ như mình sẽ đi thi về phát triển, gọi là ở đó mình có thi cuộc thi là ý tưởng sáng tạo trẻ, có nghĩa là ở trong Sài Gòn không tổ chức cuộc thi dành cho những người trẻ để kiến tạo ra những cái ý tưởng mà xây dựng, góp phần xây dựng Việt Nam và thành phố Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Thì ở đó mình đăng ký tham gia, thì may mắn là cái ý tưởng của mình đó là xây dựng những ngôi nhà sinh học xanh giữa lòng Sài Gòn đó, thì được giải nhì. Thế là mình bắt đầu có được lên báo tuổi trẻ các kiểu, thì nó tạo ra cho mình cái động lực là rằng là không cần bạn phải xuất sắc nhất, nhưng mà bạn chỉ cần là theo đuổi những cái mà ít người làm được với cái lứa tuổi của mình đó, thì bạn sẽ có một cái gọi là một cái điểm cộng rất là lớn nếu mà muốn đi du học. Bởi vì thật ra cái việc học của mình á, mình đảm bảo mức giỏi vừa đủ đúng không, là lúc đó mình cũng trên 8 phẩy rồi, thì cũng là học sinh giỏi rồi đúng không, gọi là điểm mình đã vừa đủ để mà nộp hồ sơ vào các trường. Nhưng mà mình còn có thêm thành tích ngoại khóa, thì đó là những cái thành tích đó nó hỗ trợ cho cái việc ngành học của mình là cái gì nè. Và họ cũng xây, thực ra bây giờ mọi người cũng ở Việt Nam cũng có nhiều thức xét tuyển đại học chứ không không chỉ là thi như hồi xưa đúng Đúng không. rồi, đúng rồi. Thì nếu mà nhưng mà mấy bạn có thành tích như mình hồi xưa thì lại rất là thuận lợi cho cái việc mà đi vào đại học ở Việt Nam trước, và càng thuận lợi hơn nếu mà muốn đi du học. Nên là nói về gọi là học thuật, gọi là academic ấy, thì chưa bao giờ mình là người xuất sắc nhất cả, nhưng mà mình luôn tạo cho bản thân những cái điểm điểm cộng xung quanh đó, để mà khi mà tổng hợp lại hồ sơ thì mình là một người khá là đều trong mọi lĩnh vực, chứ không không cái nào trội hơn cả. Nhưng mà nó rất là do mình đã có những cái điểm cộng, cái tạo ra cái sự khác biệt so với những bạn mà xuất sắc kia. Tức là mình phải có một cái gì đó đặc biệt hơn và khác lạ Đúng hơn một rồi. xíu. Nhưng mà em thêm hiểu đó là không phải là cơ hội nó sẽ tự tới, đúng không? Mình phải là một người chủ động để mình tạo ra cái sự sáng tạo, tạo sự khác lạ đó. Rồi đúng rồi. Hầu hết á, ở cái tuổi mà năm lớp 10, 12 của mình á, thì mình chưa có cái sự định hướng, thì hầu hết là tự bản thân mình. Dạ đúng Nếu mình muốn là mình sẽ làm đúng không? Và do anh Việt là vì anh muốn, gọi là họ đã muốn nổi tiếng, thế là mới tìm những cái cuộc thi nào mà lên truyền hình, lên TV, hay là ít nhất là cũng phải thuộc về trung ương gì đó để tham gia, để mà may mà mình có đậu giải thì mình cũng nổi tiếng thôi, người ta biết tới là các kiểu đó. Nghĩa là trong đầu mình định hướng, tự tự bản thân mình đưa ra cái ý tưởng đó rồi, chứ cha mẹ thì chỉ là ủng hộ về tinh thần thôi. Cha mẹ có thì mình ở quê mà, thì ba mẹ thì lại buôn bán, không có điều kiện nhiều để mà tìm hiểu cái cơ hội để cho mình. Nhưng đúng như em nói là cái phần chủ động của phần mình rất là lớn, hầu như là 100% mình là người chủ động tìm ra những cái cơ hội đó. Và em thấy là trong cái thời kỳ mà công nghệ thông tin và những cái thông tin trên internet đó, rất phổ biến, thì em nghĩ là cái việc tìm kiếm nó rất là đơn giản, đúng không anh? Nếu mà mình có internet thì rất là đơn giản. Nhưng mà từ đó lúc đó lúc mình ở quê thì vẫn chưa có nhiều điều kiện để tiếp xúc internet đâu. Hồi đó mình chỉ nhớ là mình chỉ có thể lên mạng khoảng 30 phút, một tiếng mỗi ngày thôi. Thì có nghĩa trong 30 phút, một tiếng đó, tự nhiên mình hình thành được cái thói quen là mình chỉ tập trung vào những cái muốn tìm cái gì và tìm rất là nhanh. Thì mình đâu có thời gian mà 24 hay 24 như bây giờ đúng không? Nên là cái câu chuyện tìm kiếm trên internet nó rất là hạn chế, nó hỗ trợ nhưng mà nó không nhiều. Và đặc biệt là lúc đó mình chưa, gọi là chưa có kỹ năng tìm kiếm trên Google hoặc là những cái công cụ tìm kiếm khác. Nên là để mà nói là hỗ trợ trên internet thì nó vẫn là nó có đấy, nhưng mà nó chưa phải yếu tố quan trọng thời điểm đó. Mà thời điểm đó anh phải nhớ là đọc báo rồi, giống như là thường thường là xem TV nữa. Hồi đó thì TV vẫn góp một phần rất là quan trọng trong cái việc, vì thường là những cuộc thi lớn thì nó sẽ đăng trên TV Dạ đúng á. rồi. Thì ngay cái cuộc thi ý tưởng sáng tạo trẻ đó cũng trên TV anh bị thấy trong một tham gia. Thì nếu mà tính cái thời kỳ đó tới nay là khoảng mấy năm anh ha? Cái năm thi đó là năm học lớp 12, năm 2010. 2010. Vì 2022 là 12 năm rồi. 12 năm rồi. Tính là Là cả 12 năm rồi, nhưng mà cái thời gian đó là mình đã có những cơ hội và mình chớp lấy những thời cơ như thế. Thì em nghĩ là trong cái thời đại này thì không không có đáng lẽ gì, lý do gì mà các bạn lại không có tạo cơ hội riêng cho mình, đúng không ạ? đúng rồi. Vậy thì bên cái việc mà mình tạo một cái sự khác biệt đó, thì mình còn
chuẩn bị những cái hành trang gì khác nữa không để mình đi du học á? Nếu mà cái câu chuyện mình vừa chia sẻ thì thực ra mình đang chia sẻ vấn đề là mình ở tuổi 18, mình thi đại học ở Việt Nam thôi. Nhưng mà cái ý định mình đi du học á là mình đã nung nấu từ bước vào năm nhất đại học rồi. Bắt đầu năm nhất đại học là bởi vì mình học ngoại giao thì mấy bạn nó học tiếng Anh rất là giỏi. Là ngày xưa anh học đại học ở Việt Nam, Hà Nội. Đúng rồi. Anh chỉ qua Mỹ học thạc sĩ, học master. Rồi. Thì đó, thì ý định mà đi du học thì bắt đầu lên đại học thì bắt đầu thấy mấy bạn bắt đầu đi du học trong trường của mình á, thì trong cái trường của bạn đi du học rất là nhiều. Thì mình mới đầu nghĩ ra mới hình thành cái ý tưởng là cũng muốn đi nước ngoài để coi là cuộc sống nơi mình đó như thế nào. Rồi người ta cũng muốn là bằng bạn bằng bè các kiểu thôi. Với lại cái ngôi trường của mình thì thầy cô giáo rất là tạo điều kiện để mà sinh viên có thể tiếp cận với những cái trường bên Mỹ. Vì cái giáo trình hồ sơ mình học bên truyền thông quốc tế là lấy từ một cái trường học ở Mỹ về ở bang Oklahoma. Đó, nên là nghiễm nhiên khi mình vào trong cái trường đó được rồi thì mình lại hình thành cái suy nghĩ là mình có khả năng đi du học. Bây giờ chỉ có điều là học tiếng Anh thôi. Đó. Mà hồi xưa em biết là ở Bình Sơn thì mình có học tiếng Anh ở trường cấp 3. Nhưng mà để mà tập trung thì không. Mình không có tập trung để học tiếng Anh đi du học mà chỉ học tập trung học tiếng Anh để qua cái kỳ thi thôi. Kiểu như học trong sách đồ thôi. Đúng rồi, mình học theo cái giáo trình mà buộc phải học thôi, đúng không? Nhưng mà bản thân của anh Việt thì rất là thích học tiếng Anh. Thích học từ đó rồi. Thích đọc tiếng Anh và thích đọc báo và thích những cái hình ảnh trong cái sách tiếng Anh á. Ví dụ như là tự do, những cái danh lam thắng cảnh ở Mỹ. Thích lắm. Nhưng mà mình chưa có hình thành được là mình sẽ đi Mỹ đâu. Mình chỉ biết là mình đi du học thì đi nước nào, mấy nước châu Âu cũng được, chỉ cần đi được thôi, chứ chưa biết là mình sẽ đi nước nào. Đó. Nhưng mà lúc đó là mình phải biết rằng là đầu tiên học tiếng Anh đã. Đó. Thứ hai là bắt đầu có hình thành là đi du học ở mức đại học hay là mức thạc sĩ. Tức là có nhiều cái lựa chọn. Bởi vì là khi mà mình bắt đầu vào năm nhất á, thì mấy bạn bắt đầu đi du học ở trường mình là mấy bạn qua học lại đại học, chấp nhận bỏ cái năm đại học đầu tiên đi để học lại đại học. Lúc đó mình cũng đứng giữa hai cái suy nghĩ là nếu mà mình đi du học bây giờ là mình đi du học theo kiểu như mấy bạn, hay là học xong 4 năm học ở Việt Nam mới đi học thạc sĩ. Và nó có hai cái ý tưởng như vậy. Nhưng mà lúc đó thì cái điều kiện kinh tế chưa có và tiếng Anh mình không đủ để mà thi được IELTS cao để mà xin học bổng đi du học ngay lập tức như vậy. Mình cần một quá trình, thế là mình quyết định là thôi bây giờ cố gắng học 4 năm học ở Việt Nam đi, thi một cái bằng IELTS ít nhất là 6.5-7 chấm để mà nộp hồ sơ học bổng đi du học một thạc sĩ. Tức là ngày đó là anh xin học bổng chứ hay là tự túc? Lúc đó là anh xin học bổng nhưng mà được khoảng 50% thôi, còn lại 50% mình tự túc. Dạ, nói chung gia đình cũng có điều kiện. có một chút xíu gọi là cũng chuẩn bị. Dạ, ok. Thì em có nghe nói là anh học trường Đại học Ngoại giao ngoài Hà Nội. Học viện Ngoại giao. Học viện Ngoại giao ngoài Hà Nội. Dạ, thì các bạn trẻ hiện nay ở Quảng Ngãi mình thì đang ở đây thì đa phần là các bạn là học sinh cấp 3 trước nè. Dạ, thì các bạn cũng đang suy nghĩ về cái việc là sẽ học một cái trường đại học nào đó. Và cũng không biết là lựa chọn như thế nào, miền Nam hay là miền Bắc. Vậy thì sao mà anh lại chọn miền Bắc ta? Bởi vì em thấy xu hướng là đi vào miền Nam mà. Thực ra là hồi đó anh có chọn hai trường cơ. Anh thi hai trường là Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xây dựng Dân dụng. và ở Hà Nội thì thi một cái trường. Lúc đó thì chưa kể học ngoại giao đó. Lúc đó mình chỉ nghĩ là cái sức học của mình đó, với cái số điểm Bách Khoa năm đó, năm trước, vài năm trước, thì mình tự dự đoán là mình có khả năng đạt Bách Khoa rất là cao. Và mình khẳng định luôn là mình sẽ học Bách Khoa. Nên là còn một cái khối còn lại hồi đó là phân ra là khối A và BCD. Khối A thì một ngày, BCD thì một ngày, đúng không? Thì bây giờ chọn một cái khối D, hồi đó thì không có học sinh. Nên là không bỏ luôn khối B rồi. Khóa sinh là không có học nữa. Rồi khối C thì càng không có số địa thì không. Chỉ còn khối D là toán văn anh. Hồi đó thì học tiếng Anh cũng được. Rồi học toán thì cũng khá. Chỉ còn văn thì hên xui đâu. Phó mặc cho số phận. Thì là chọn một cái trường lạ luôn. Là chọn cái trường là hồi xưa cái trường Học viện Ngoại giao nó có tên là Học viện Quan hệ Quốc tế. Thì những cái người mà làm truyền hình ở Hà Nội thì họ hầu hết là học trường đó ra. Tiếng Anh rất là tốt. Thì mình rất là thích cái ngôi trường đó vì là mấy anh chị lên TV rồi đó, hào nhoáng. Thì mình nghĩ rằng là mình đã đậu Bách Khoa rồi thì mình thấy cái trường nào cao luôn đi. Lỡ mà đậu thì vui, cho nó gọi là làm trội mà, làm khác biệt mấy bạn trong lớp ở Sài Gòn. Thực ra trong lớp của tôi ở Sài Gòn hoặc Đà Nẵng, Huế hết. Chỉ có một mình anh đi ra Hà Nội thôi. Nên là làm trội luôn. Thích làm khác biệt lắm. Và đó là thích làm khác biệt. Thế là chọn Hà Nội thôi. Và thi thì thi cho vui chứ không phải là thi để học. Nên là mình không có ôn tập cái gì hết á. Lúc đó là chỉ học toán thôi. Chứ anh văn và văn là không luôn. Nghĩa là không ôn tập gì cả. Trước ngày thi thì chỉ đọc vài bài văn vui thôi đó. Nhưng mà đúng là người tính là một trời tính. Thế là thi năm đó thì là may mắn là đủ điểm đậu cả hai trường. Thì lúc đầu vẫn ung dung học Bách Khoa. Nhưng mà sát tới cái ngày đó
thì mới mới nhận ra rằng thực ra cuộc đời mình chỉ có một lần học đại học thôi. À. Ở Việt Nam thì cái tư tưởng của mình là chỉ có một lần học đại học thôi, dạ, đúng rồi. Không có dám thay đổi lại, đúng không? Dạ. Rất là quan trọng. Thì muốn chọn cái nào mà phù hợp với bản thân thì lúc đó mới thấy là mình cũng không phải mạnh mẽ lắm mà đi học xây dựng. Cũng không có được gọi là cứng rắn, là rắn rỏi đó, nên thôi bây giờ học cái ngành nào mà thể hiện sự năng động. Thì hồi đó cái ngành truyền thông quốc tế ngành rất là nổi tiếng, rất là hot trong thời điểm đó, thì quyết định là đi học truyền thông quốc tế trong vòng 2 ngày rồi quyết định ra Hà Nội học đó. Không, nhưng mà nghe chia sẻ của anh thì em thấy là anh cực kỳ cá tính đó. Tức là phải có một điều đó cực kỳ đặc biệt, khác lạ so với những người bạn cùng trang lứa đó. Có thể là mình thích tạo nên sự khác biệt đó. Yeah. Hồi đó là cứ muốn đi một con đường người ta không đi, yeah. đi một cái hành trình người ta ít đi đó, thì thứ nhất là mình sẽ đỡ gặp những người quen. Hồi đó sợ gặp người quen, sợ biết quá khứ của mình là nó có những cái điều mình cảm giác là thôi bây giờ bắt đầu một hành trình mới thì gặp người lạ là sẽ tốt hơn. Thì có nghĩa là mình tha hồ mặc sức mà tạo ra một hình tượng mới, một cái con người mới không? Đó, vì cái lý do đó thì là thường đi những cái con đường người ta đi. Vậy thì ngày tức là thời gian đó là mình khoảng 18, 19 tuổi đúng không anh ha? Đúng rồi, tầm 18 tuổi. Thì cái thời gian đó anh có thực sự tự tin vào bản thân mình không? Hồi đó tự tin lắm. Nói về tự tin hồi đó còn tự tin rất nhiều so với bây giờ luôn. Bởi vì hồi đó mình nghĩ rằng là mình rất là thích tham gia những cái sự kiện, những cái cuộc thi, và đặc biệt là chinh phục những cái đỉnh cao nó khác. Thì Hà Nội là một cái đỉnh cao như vậy. Thì mình không bao giờ ra Hà Nội mà. Thì Hà Nội là trở thành một cái đỉnh cao và cái mục tiêu mình phải chinh phục. Rất là tự tin lắm. Lúc đó mình nghĩ là mình học được những cái khối tự nhiên. Thì tiếng Anh đó sẽ góp phần rất là nhiều trong cái việc mà học tiếng Anh tốt hơn. Ở quê người ta nói là nếu học toán lý hóa được thì học tiếng Anh nó sẽ dễ hơn. Đó. Thì mình cũng mang trong tinh thần cái suy nghĩ đó, nên là khi mà mình học toán lý hóa cũng trong tầm khá như vậy thì mình nghĩ là tiếng Anh chỉ vấn đề thời gian thôi, miễn là mình chăm chỉ. Và anh rất là chăm chỉ, khẳng định luôn là rất là thông minh thì không thông minh đâu, nhưng mà rất khá là chăm chỉ trong cái việc học đó. Thì mình nghĩ là mình có những cái yếu tố thì mình có thể học được, mình cạnh tranh được, mình rất là tự tin. Thì qua những cái chia sẻ của anh thì em thấy là đầu tiên đó là mình phải khai thác được cái thế mạnh của mình nè. Thứ hai nữa là mình phải tạo một cái điều gì đó khác biệt xíu so với những người khác. Và thứ ba đó là sự tự tin, đúng không ạ? Thì đó là những cái chìa khóa ban đầu và căn bản nhất để mà mình có thể chinh phục được ước mơ của mình, dù là đi du học hay là đi làm mỗi công việc gì khác, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì mình xong cái chuỗi về cái gọi là ở Việt Nam đi ha. Bây giờ mình sẽ bay qua Mỹ. Dạ. Vậy thì cái thời gian đầu mà anh qua Mỹ đó thì có bị gọi là sốc về văn hóa hay gì không ta? Dạ. Bởi vì mình cũng là thật ra mình cũng là từ Quảng Ngãi đi lên, đúng không? Đúng rồi. Cũng là một miền quê cũng không quá là giàu hay là Để nhớ thử xem nhé. Anh đi bắt đầu đi qua Mỹ là vào ngày 1/1/2015. Nhớ chính Tết xác dương vậy lịch. Nhớ vì cái ngày rất là đặc biệt. Đặc trưng đến sân bay của Memphis là vào chiều 5 giờ ngày 1/1/2015. Thì đó là cái bước chân đầu tiên để mà cho cái hành trình gọi là hành trình hạnh phúc của mình. Hạnh phúc trong ngoặc kép có nghĩa là nó có nhiều nó có nhiều cái cung bậc đó, từ từ mình sẽ chia sẻ ha. Nhưng mà đó là một cái dấu mốc rất là khó quên. Bởi vì như em nói là mình đến từ một mình sinh ra và lớn lên ở một cái vùng gọi là vùng nắng gió, một cái địa phương mà nó có cái điều kiện nó không có được bằng như là bên bên Hà Nội hoặc là Mỹ. Nên khi mà mình được ra Hà Nội thì mình đã thấy một cái sự khác biệt rồi, đúng không? Rồi, và nhưng mà ở Hà Nội thì cái quãng đời sinh viên á thì mình sống rất là tiết kiệm. Nên tính ra là những cái điều kiện mình có nó cũng khá là giống ở quê thôi. Nhưng mà đến khi đi qua Mỹ một phát, cái ngày đi qua Mỹ đó, sau khi đến với sân bay vào được trường đón về ở với các anh chị người Việt Nam bên đó, thì mình đứng mình khi mình vào tới nhà, mình vào nhà vệ sinh của họ thì mình bật khóc. Thì bởi vì thấy cái nhà vệ sinh họ to hơn cái phòng của mình ở Việt Nam rất là nhiều. Thì mình mới thấy là ôi trời, cái khoảng cách về cái điều kiện vật chất nó khác xa so với những cái kia. Thực ra bây giờ thì mấy bạn như cái trường Beta này thì rất là đẹp, không thua gì bên Mỹ cả. Nhưng mà lúc đó cái năm 2015 thì mình chưa có điều kiện để mà tiếp xúc với cái điều kiện vật chất như vậy. Mình đang sống ở điều chắc dưới đây nên nó tầm này nó đủ với sinh viên thôi, thì cũng một cái phòng trọ 3-4 đứa ở, đâu có điều hòa, đâu có máy nước nóng, đâu có nhà vệ sinh to đùng vậy đó. Nhưng mà đi qua Mỹ cái ngày đầu tiên tới cái nhà anh chị đó thì cái nhà vệ sinh to lắm. Rồi nó có cả một cái tủ kính rồi mọi nhà thứ, nhà vệ sinh mà có tủ kính đâu nữa. Nó đầy đủ lắm, giống như một cái nhà, cái phòng ngủ vậy đó. Có thể ngủ được luôn. Rồi mê quá xong đứng khóc vì tuổi thân. Khóc tuổi thân chứ không phải khóc về hạnh phúc hả? Lúc đó đấy không hạnh phúc đâu mà tuổi thân là mình
trong khi người ta đã tiếp cận được với cái điều kiện như vậy trong cả một cái quãng đời của họ, khi mình 22 tuổi mới được đến với cái điều kiện vật chất nó tốt hơn một tí đó. Thì sau cái ngày hôm đó thì mình mới thấy là tính ra là cái việc đi du học đó không cái lúc đó chưa sắp văn hóa đâu, chưa tiếp cận được với người Mỹ mà chỉ mới với tới với những người Việt Nam sống tại Mỹ thôi. Ở đây cảm thấy khác biệt về cái việc là cái môi trường sống rồi những cái điều kiện về vật chất này đã làm cho mình cảm giác có sự thay đổi rồi. Đó là một cú sốc rồi. Nghĩa là bắt đầu từ đây là mình đã có điều kiện tiếp cận với những cái điều kiện tốt hơn. Dù là mình điều kiện kinh tế thì mình không bằng họ, nhưng mà mình sống chung một môi trường thì mặt bằng chung nó tốt thì mình cũng được hưởng những điều kiện tốt hơn. Đó là một cái cú sốc đầu tiên. Sau khi mà đi học á, thì cú sốc thứ hai thì đối với anh thì không phải là cú sốc văn hóa, chắc là khác với nhiều bạn là mình không bị sốc văn hóa đâu. Mình đã chuẩn bị trước rồi vì cái trường mình việc học trong những năm đầu tiên là một cái trường ở vùng quê nước Mỹ. Thì nó sẽ không có nhà sát sát như Việt Nam đâu, nó không có vui đâu, mà nó là một cái ngôi trường giữa một cái thung lũng và xung quanh chỉ là cỏ cây thôi chứ không có nhiều nhà. Là những ngôi nhà của nó sẽ tách biệt, như là ngôi nhà ở đây á, thì khoảng một cây số là một ngôi nhà khác nữa, chứ không có san sát đó là như miền quê ở Mỹ. Và chủ yếu họ có trang trại, họ trồng 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 gọi là trồng cotton, là trồng bông, cây bông á, trồng lạc, trồng lúa, nó như Việt Nam vậy, nhưng mà nó đẹp hơn và nó quy hoạch nó kỹ càng hơn, nó rộng hơn thôi, chứ không khác biệt gì mấy. Nên là sốc văn hóa thì không có, nhưng mà cái cú sốc là không có bạn lúc mới qua thì lại không có được. Nguyên một kỳ đầu á là chỉ chơi với một con bé người Việt Nam thôi, hai anh em chỉ đi với nhau thôi, bởi vì là tiếng Anh của mình á lúc mới qua đó, hồi đó là IELTS 6.5, là chỉ gọi là vừa đủ để giao tiếp đúng không, nhưng mà qua là một phát là cảm giác là người ta nói mình không nghe được cái tiếng Anh bản địa lúc đó đó. Cái accent của nó rất là khác nha. Tiếng Anh thì nó rất là nhiều vùng ở Mỹ thì mỗi vùng nó sẽ có một cái accent khác nhau, là một cái giọng bản địa phương khác nhau đó. Thì sẽ có những cái âm nó bị bè ra hoặc là nó lại nhọn lên. Thì mình học tiếng Anh ở trường á là mình học tiếng Anh ở một cái vùng khác, có thể là mình học tiếng Anh của phía Bắc Mỹ cơ. Đó. Nhưng mà mình khi tới thì mình đến phía Nam Mỹ. Thì lúc mình nghe không hiểu gì cả. Chỉ nghe được những từ rất là cơ bản thôi. Cái xong rồi bị sốc, có nghĩa là mình đã học 4 năm học rất là nhiều tiếng Anh ở Việt Nam luôn. Hồi dân học tiếng Anh rất nhiều, học IELTS các kiểu, thì mình cũng tự tin là mình qua mình giao tiếp được chứ. Nhưng cuối cùng qua là giao tiếp nó bị rất là hạn chế. Mà học thạc sĩ, mà giao tiếp học master mà giao tiếp thì bị quê, bị cảm giác xấu hổ. Mà mình là sinh viên Việt Nam nữa mà mình không giao tiếp được thì cái hình ảnh của người Việt Nam ảnh hưởng ghê lắm. Thế là mình bị sốc, có nghĩa là mình không chấp nhận cái việc là mình trở thành học sinh cá biệt. Từ là một học sinh rất là năng động, học sinh được đứng top trong lớp. Cả đại học mình cũng tốt trong lớp, cuối cùng đi qua Mỹ thì lại trở thành một học sinh cá biệt. Thầy giáo giảng bài trong những ngày đầu tiên lúc nào phải ở lại sau cùng đó, bởi vì ngoại ngữ đó, đúng rồi, không hiểu thì nói gì cả. Thầy nói cái mức độ bình thường không, mình không hiểu nữa. Mà trong lớp học thạc sĩ thì chỉ có 4 học sinh thôi. Nó không có nhiều. Và học toàn với bạn Mỹ, lúc anh là người quốc tế duy nhất trong cái lớp học đó. Nên là bao nhiêu cái sự chú ý họ đổ dồn vào mình, mà mình thì lại không phát biểu được, là mình bị càng bị áp lực hơn. Đó. Thì hai cú sốc là cú sốc về vật chất và cú sốc về cái ngôn ngữ. Cái phần văn hóa thì lúc đó thì anh lại cảm giác nó rất là thoải mái. Mọi người rất là chào đón mình. Cái vùng quê đó rất là hay là người ta có cái đạo về tinh lành đó. Thì cái đạo tinh lành đó nó có một cái tính chất là luôn luôn chào đón tất cả mọi người, giúp đỡ những cái người mới nhập cư thì họ có thể hòa nhập vào môi trường nhanh hơn. Nên là mình rất là thích thú chứ mình không có bị sốc về văn hóa. Nhưng mà ngôn ngữ làm cho mình trở nên khu biệt lại, đóng cửa bản thân lại. Nghe chia sẻ anh mới thấy là nói chung là lý thuyết nó là tiếng Anh rất quan trọng, ai cũng biết rồi đúng không? Rồi. Nhưng mà khi mình trải nghiệm đi rồi đó thì mình mới cảm thấy là cái vai trò nó cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, rất là quan trọng luôn. Và đặc biệt là cái bản thân, cái sự tự tin cũng là một phần quan trọng nữa. Bởi vì nếu mà mình cứ sợ là sai và không dám nói là cái tự tin mình nó sẽ bị giảm cái từng này, đúng không? Và bắt đầu mình càng bó hẹp bản thân lại trong cái môi trường ở bên đó. Nhưng mà bởi vì là mình bản thân mình là người tự tin rồi, thì ban đầu qua mình bớt cái sự tự tin bớt đi một tí, nhưng mà qua từng ngày từng ngày khi mà mình hòa nhập thêm á, tự tin nó trở lại. Nên là mình nói nhiều hơn. Và lúc đó anh còn đưa ra một cái mục tiêu là phải đi tìm bạn, vì bạn không tìm mình thì mình tìm bạn. Thì là anh đi tất cả các nhóm hội trong trường. Thực ra đối với một người học thạc sĩ thì họ sẽ không áp dụng những cách đó đâu, vì họ là trên tầng trên rồi. Thì em đi du học bậc đại học cơ, thì em mới phải tham gia những hoạt động ngoại khóa của trường. Chứ anh là đã trên thạc sĩ là một cái bậc khác rồi, thì tập trung vào nghiên cứu thôi chứ không tập trung vào kết bạn nữa. Nhưng mà anh khác, đối với anh thì nếu mà không có bạn thì cuộc sống rất là tẻ nhạt.
và mà không có bạn thì mình sẽ không hình thành được mối quan hệ xã hội, thì mình sẽ rất là khó khi mà đi xin việc hoặc là tạo ra một cái mối quan hệ nào ở Mỹ. Mà là anh lại quyết định là không cần biết là mình thạc sĩ hay không nữa, không cần biết là mình 23 hay là 18 tuổi, bây giờ mình phải đi tìm bạn. Đó, đó là một cái bước ngoặt rất là lớn để mà tạo cho mình cái sự tự tin trở lại. Hay quá. Rồi, Dạ rồi, thôi mà em nước đi cảm rồi thì ơn. mình tiếp tục. Nhắc đến bé gọi là hành trình hạnh phúc á, trong một cái vì nó không nó, nó là kết hợp của niềm vui, nỗi buồn, nước mắt, rất là nhiều nỗ lực, có những lúc nản lòng, lúc bế tắc. Thì một trong những cái bế tắc đầu tiên nó là vấn đề là mình không theo kịp cái chương trình học trong 6 tháng, trong cái 6 tháng đầu tiên khi mà qua nước Mỹ. Bởi vì khi mình qua Mỹ thì mình học luôn cái chương trình thẳng, chứ mình học không học của ESL, gọi là không học tiếng Anh nền tảng để mình đủ IELTS 6.5 rồi. Thế là mình học luôn. Thì khi mà qua học luôn thì thật ra khi thầy nói thì mình không nghe kịp. Mình không nghe kịp, thế là mỗi lần thầy nói xong thì mình lại quay sang bạn để hỏi. Và thầy nói thì mấy bạn trong lớp thì take note, viết lại cái ý kiến, thì mình lại không viết luôn, mình không hiểu gì cả, mình đâu có viết được. Thì mình phải nhìn bạn viết lại. Mà phải chờ là khi học xong cái buổi đó rồi thì mới ở lại viết lại. Mà đúng, không phải lúc nào mấy bạn đó cũng có thời gian để chờ mình. Đó. Thế là mình bị cứ bị ở lại phía sau. Và trong 6 tháng, trong cái 3 tháng đầu đó rất là nản, thì mình không thế nào bắt kịp được. Thì trên trường thì mỗi cái buổi học thì ít nhất phải đọc một chương, một chapter khoảng 40 trang, mà mình chỉ đọc được 20 trang vào một tuần thôi. Đó, thì cái nhịp độ đọc rất là chậm và hiểu bài rất là chậm, nên là cứ càng ngày như vậy nó lại càng đẩy mình phía xa so với các bạn cùng lớp thôi. Và thực sự là khi mà mình để lại phía sau như vậy thì mình rất là nản. Sinh ra cái việc là nản nản học, nản học cuối cùng như là lên lớp nó giống như là một cái áp lực lắm, vì trong lớp chỉ có vài học sinh mà thầy giáo chỉ cần hỏi mình là mình đúng không, mình không biết là phải trả lời như thế nào, không biết là phải mà bị xấu hổ nữa, mà người Việt Nam là học dở nữa. Đó, cái tâm trạng của mình cảm giác nó rất là nhiều cái nỗi lo bủa vây trong lúc đó, nên là mình không học, không tập trung học được. Đó là bị rồi bị bế tắc đúng không? Thì mới nản là nản học thì làm như thế nào? Lúc đó thì nản học thì chỉ nghĩ là không nghỉ học thôi, muốn nghỉ học thôi, chứ không có muốn làm gì cả, chỉ muốn nghỉ học rồi muốn ra xin một công việc gì đó. Mà lúc đó là chỉ có giấy tờ mà xin việc, mình là du học sinh mà, thì muốn đi làm thì chỉ làm gọi là under the table, nghĩa là người ta chỉ gọi là làm chui thôi, làm cho những cái cơ sở mà họ cần trong một cuối tuần nào đó thôi và nhận tiền mặt. Thì trong đầu chỉ nghĩ là thôi chắc là nghỉ học thôi chứ học gì nổi, không thấy học nổi được, và cứ gọi điện về trên dây cho gia đình. Thì ba mẹ lúc đó thì mới đưa ra một cái gọi là cái đặc biệt rất là vui, đó là bây giờ mà con trai mà không vượt qua được cái việc học, không vượt qua được cái thử thách ban đầu thì làm sao mà có thể vượt qua cái thử thách lớn lao hơn sau này, đúng không? Thì mình đụng vào động chạm vào cái tự ái của mình, đúng không? Đó thì mình nghĩ là nếu mà đã là một người đã dám bước chân ở Mỹ, không có điều kiện nhiều mà dám đi Mỹ rồi, thì cái hành trình cái việc mà đi học này nó chỉ là một cái thử thách trong vô vàn những cái thử thách sau này thôi. Thì bây giờ công việc của mình là phải tìm cách để vượt qua. Thì tìm cách như thế nào? Lúc đó đầu tiên á, là mình mới lên Facebook, mình tìm những cái bạn đang học tại trường mà là người Việt trước nha, coi là các bạn nào học cùng ngành trước đó hay không. Thì may quá là có hai bạn học cùng ngành, thế là nhắn tin mời hai bạn đó là có thời gian rảnh nào đó gặp ở ngoài khuôn viên trường để mà hỏi cái những cái gọi là cái tips để mà học cái môn đó như thế nào, và ông thầy đó ông dễ tính hay không, cái cách ông chấm điểm như thế nào. Thực ra mình phải thực tế rằng là mỗi thầy cô sẽ có một cách chấm điểm khác nhau cho cái môn học đó. Mình phải viết cái bài viết như thế nào, phải làm bài như thế nào và đúng cái cách họ cho điểm thì mới được điểm cao chứ. Thì tất cả mọi thứ đều được có luật chơi cả, muốn mình được gọi là thắng cái game đó thì phải biết luật chơi đó, chứ không phải là bạn xuất sắc là bạn hiển nhiên bạn có điểm tốt, không phải, phải làm đúng cái yêu cầu của người ta nữa cơ đó. Thì khi mình gặp cái người mà học môn đó rồi á, thì mấy bạn nó rất là nhiệt tình, rất là may mắn mấy bạn đã chỉ lại cho mình là với cái ông thầy đó thì phải viết là thay vì viết một đoạn văn á, thì chỉ cần liệt kê ra thôi, và mình không cần phải viết đoạn văn dài nhưng mà liệt kê đủ ý thầy đã cho điểm rồi, thì là mình tiết kiệm được cái việc mà ngồi đó học cách viết đoạn văn, thì giờ mình chỉ cần liệt kê ý thôi đó. Thì vậy thì rất là hợp để mà học học chi dễ nhớ nữa. Cái xong mấy bạn nói bài á là khi mà mới đầu mà không nghe được tốt nhất là phải bật cái điện thoại và thu âm. Đó cũng là một cái tip rất hay đúng luôn rồi, đó. là thu âm. Thì nhưng mà trước khi thu âm là phải hỏi thầy, thầy có đồng ý cho mình thu âm thầy không đó. Vì ở Mỹ là khi em quay phim hay chụp hình hay là thu âm ở đó thì phải có gọi là permission, permission nghĩa là sự đồng ý của họ thì mới được, chứ không thì sẽ hành động gọi là vi phạm cái quyền riêng tư, cái quyền thu âm chụp ảnh ra trường đó. Thì mình hỏi thầy, thầy rất là vui vẻ đồng ý. Thế là mình lúc đi học bắt đầu là thu âm được tất cả bài học lại trong vòng 1 tiếng rưỡi trong cái giờ học đó, trong cái buổi học đó thì thu âm lại, thì thu âm lại bắt đầu là mình
không có sợ nữa. Khi mình thu âm lại thì mình biết chắc chắn là mình có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Yeah. Mình có thể ngồi nghe lại, vừa được trau dồi tiếng Anh là một nhà. Thứ hai là mình một lần nữa mình lại nghe lại được những cái kiến thức đó. Thì về nhà những cái trang sách nào mình chưa đọc á thì mình tiếp tục đọc, sau mình nghe lại bản ghi âm của thầy. Yeah. Đó là hình thành, là tự nhiên mình tạo ra cho mình cái tư tưởng là không còn sợ nữa. Yeah. Trước đây mình rất là sợ vì thầy nói qua là mình không có động lại được á. Yeah. Thì mình quên mất. Yeah. Bây giờ mình đâu có sợ, mình có bản ghi âm rồi. Đó. Và mình có những người bạn ở trong khóa trước nữa. Yeah. Thế là mình khi mà mình tìm được người bạn và tìm được cái phương pháp mà mấy bạn đã chỉ cho thì mình quên đi cái nỗi sợ, mà quên đi nỗi sợ thì mình lại có lại cái sự tự tin đó, mình bắt đầu tiếp hành trình học ở đó. Thì lại cứ tiếp tục như vậy. Và ở lại sau cái buổi học thì mình thường lên phòng giáo viên. Và đặc biệt là cái tiếp thứ hai là phải chăm viết email gửi cho thầy. Viết email như thế nào? Viết email là dù sau một buổi học á, mình sẽ nói thầy là mình có những cái ý như này mình chưa hiểu nè. À. Không phải lúc nào thầy cũng ở lại với mình được. Yeah. Thì thay vì ở lại thì mình phải viết email. Mà cái cách viết email để người ta trả lời nó không đơn giản như mình nghĩ đâu, mà mình phải tập viết cái email bên đó thì nó có cái subject, đúng không? Yeah. Cái subject rất là quan trọng. Đó là cái đầu tiên đó mà khiến người ta phải pay attention, là chú ý vào trong cái email của mình đó. Có nên trả lời hay không? Yeah. Vì em nghĩ đi, một cái lớp như vậy học thạc sĩ chỉ có 4-5 đứa, nhưng mà thầy còn dạy cả bậc đại học nữa. Yeah. Thì có cả ngàn như vậy. Thì một ngày phải có mấy trong email. Thì làm sao cái email của mình có thể thu hút sự chú ý của thầy để thầy trả lời. Đó. Thì mình bắt đầu mới nghiên cứu trên mạng là cách viết email, viết thư để mà giáo viên có thể trả lời ngay lập tức. Yeah. Đó. Đó là một cái nói chung là muốn tìm cái đó liền. Đúng rồi, mình phải tìm trên mạng liền. Và lúc đó qua thì internet nó rất là phổ biến rồi. Yeah, yeah. Thì bắt đầu là mình có rất là nhiều cái tư liệu, nhiều cái nguồn tài liệu. Đó. Thì lên mạng, sau cái một buổi chiều đó mình tìm hiểu tất cả các cái cách viết email như thế nào để mà gây sự chú ý. Yeah. Thế là mình tìm ra được cái cách viết email, thì đó là một cái tip thứ hai. Yeah. Nhưng mà mấy bạn muốn thực sự là trau dồi bản thân thì phải tập viết email để gửi đến giáo sư. Đó. Thì may quá là thầy mình nói rõ luôn trong cái thư, là trong cái thư mình viết luôn là mình không hiểu cái vấn đề này trong buổi học đó. Nó rất là thẳng thừng và chi tiết cho cái, và mình phải đưa ra cái tên của lớp học đó là một cái mã số và cái mã số sinh viên của mình. Yeah. Tất cả các email thì phải đưa ra mã số sinh viên để họ biết mình là ai. Bởi vì là khi mà trong lớp học á, khi mà họ dò tên á, thì họ chỉ dò mã số sinh viên thôi. Yeah. Vì có rất họ sợ là trùng tên á. Mà mã số sinh viên là đó là unique, là đó là cái không bao giờ trùng. Đó là cái sự khác biệt của mã số sinh viên và mã số đó. Thì chỉ cần họ đưa ra, họ biết ồ mình đang học lớp nào, tên gì và đang học cái môn nào, cái trong lớp hỏi không. Yeah. Đó thì họ phải đi học xác định như thế, họ mới giúp mình trước, mới giúp mình được. Đó. Thì những cái email xong rồi cái thu âm như vậy nó giúp cho anh vượt qua được cái bế tắc về cái việc học đó. Yeah. Thì sau 6 tháng thì cái kỳ đầu tiên may mắn là được toàn A. Wow. Thì đó là cái bước đệm rất là lớn cho mình tự tin và sau đó thì mình học rất là thoải mái. Sau kỳ đầu tiên thì mình bắt kịp ngay được. Yeah. Thì sau đó tất cả các kỳ nào đều được A hết, thì mình tốt nghiệp cái thạc sĩ đầu tiên với 4.0. Là maximum. Mà maximum. Lúc mới vào là học sinh cá biệt. Dạ. Mà khi bước ra là học sinh. Dạ. Với điểm số cao nhất. Vậy thì em vẫn thấy chìa khóa ở đây là anh đang lúc nào anh cũng tìm cách là tự tìm cái đường đi cho mình. Ừ, đúng rồi. Chứ không bao giờ. Thế là mình người chủ động. Đúng rồi, phải cực kỳ. Luôn luôn là phải chủ động và phải luôn luôn gọi là anh không cho mình nhiều cơ hội để quay lại, chỉ một con đường đi thẳng, đi tiếp thôi. Dạ. Nghĩa là không phải đi thẳng nhưng mà có thể có những cái khúc quanh nhưng mà không được lùi. Yeah. Lúc đó lùi là mình không còn, thứ nhất là mình không có tiền để mà lùi. Yeah. Không thể học lại một học khác được. Yeah. Và cũng không có tiền để chuyển trường. Yeah. Về Việt Nam là lại, nhưng mà về Việt Nam lại là một cái câu chuyện dở nữa. Yeah. Đã đi thì phải hoàn thành, anh thì không có cái khái niệm là bỏ cuộc chương trình. Yeah. Là không bao giờ từ bỏ cả. Ừ. Bởi vì cái ý nghĩ không bao giờ từ bỏ đó nên là nó mới tạo cho mình cái động lực là thôi cứ đi thôi. Yeah. Phải đi cho bằng được. Yeah. Chỉ có khi nào mà mình phải dừng lại là cái chết hay là cái vấn đề gì đó thôi. Khách quan mình phải dừng lại thôi. Còn nếu mà chủ quan thì không bao giờ dừng lại. Ok. Nói chung là tinh thần này là cực kỳ lan tỏa tới các bạn rồi. Thì hy vọng là các bạn Quảng Ngãi, các bạn mà đang ở Quảng Ngãi và sinh viên, dù các bạn đang học ở đâu nhưng mà biết là có cái hay của người miền Trung của mình đó, rất là chăm chỉ. Cái sự chăm chỉ làm cho mình có thời gian để mà tiếp gọi là mình dành nhiều thời gian cho một cái vấn đề nào đó. Yeah. Và mình không có bỏ cuộc. Yeah. Vì mình chịu thương chịu khó từ cái việc làm nông ở quê là mình đã có đức tính rồi. Ba mẹ có đức tính rồi thì vô hình chung mình có một phần đó trong người. Yeah. Là lúc nào cũng vượt khó đó. Mình là học sinh vượt khó nghèo vượt khó đó, kỹ như vậy đúng rồi đó. Đúng là vượt khó luôn. Vượt khó cả người đang nghĩ bóng luôn. Thực ra nếu mà sinh viên hoặc là học sinh Quảng Ngãi mình mà đi học ở Sài Gòn hay là học ở nơi khác thì có một cái gọi là tự ti đó. Ừ. Thực sự như vậy,
có thể là tự ti về giọng nói nè, tự ti về hoàn cảnh gia đình, nhưng mà tự nhiên nghe anh nói là cái chữ cần cù, chịu thương chịu khó và nó làm nên cái sự thành công của mình ngày hôm nay. Thì đó là một cái mà Thúy nghĩ là các bạn sinh viên học sinh Quảng Ngãi thì lấy nó là cái động lực ha, một cái để mà mình có thể tiếp tục bước lên chinh phục cái con đường giấc mơ của mình. Dạ rồi, nãy giờ là mình đi Mỹ cũng nhiều rồi, bây giờ em cũng đang rất tò mò về tình trạng hôn nhân tình yêu rồi này kia. Em nghĩ là chắc các bạn cũng đang tự hỏi là không biết là tình trạng hôn nhân gia đình của anh Việt sao rồi ta. cái này cũng là một cái câu hỏi rất là thú vị. Yeah. Thực ra bởi vì là cuộc sống của mình mà nó sẽ có là nhiều cái yếu tố gặp lại đúng không? Yeah. Đôi khi mình sẽ tập trung cho một cái mục tiêu nào đó. Đúng nhưng rồi. Mà sau tất cả rồi ai cũng muốn có tình yêu cả. Ai cũng muốn là mình phải có một cái người đồng hành trên hành trình của mình. Thì cái câu nói rất là vui mà hồi xưa mà bán hàng nhiều cấp là muốn đi đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa là đi nhiều mà đi cùng nhau. Dạ, đó. Thì cùng nhau ít nhất phải hai người đúng không? Dạ. Đó thì mình thực ra mình cũng là một người khá là lãng mạn. Lãng mạn lắm, lãng mạn mà nên là tình yêu thì giàu dạng. Thì cũng có quen lúc ở Việt Nam, lúc học đại học ở Hà Nội thì cũng có nhiều người bước qua cuộc đời của mình đúng không? Đó. Nhưng mà bước qua rồi lại để lại những kỷ niệm thôi. Nhưng mà hiện giờ thì mình vừa đám hỏi xong, nhưng mà nói chung là cũng gọi là vợ rồi. Tức là từ Mỹ là về đây là để cưới vợ thôi. Mục đích chính là làm cho mình cho giao. Nhưng mà thứ 10 nhưng mà thứ 10 đó. Dạ. thứ 10 mới là cưới vợ. Đó. Dạ. Thì đó là cái tin vui mà của mình cũng có được này. Chúc mừng anh ha. Cảm ơn Thúy. Vậy thì theo em được biết đó, thì hiện tại là anh đang học một cái ngành nào khác nữa đúng không anh? Ừ. Nãy giờ là một cái câu chuyện rất dài nhưng mà cuối cùng lại mình lại bến đổ lại một câu chuyện khác đúng không? Hơi lạ. Thì thực ra là anh là một người kiểu là hay làm những việc mà người khác ít làm, tức là mình lại đi những cái con đường nó hơi bị kỳ lạ, hơi bị khúc khuỷu, đang lên đây nó rẽ ngang luôn, tức là đi tiếp thẳng. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ lúc là hồi xưa thi đại học là mình thấy hai trường không liên quan nhau cả, học bách khoa xây dựng và bên truyền thông báo chí, có nghĩa là một bên là toán và là văn, rất là đối nghịch. Thì đi học Mỹ cũng vậy, sau khi hoàn thành cái khóa học master đầu tiên xong về ngành truyền thông thì mới nhận ra là mình không có phù hợp. Cái truyền thông đó không phải là truyền thông có thể theo mình suốt đời. Thế là mới dừng lại, bỏ quyết định là bỏ hết cả một cái chuỗi học truyền thông ở Việt Nam, xây dựng cả hình ảnh trong vòng 6 năm đó, bỏ hết, bắt đầu lại từ đầu, đi học một cái ngành hoàn toàn khác, là ngành về an ninh mạng, ngành công nghệ thông tin. Đó thì đó là một ngành chuyên về toán tin, lại xây một cái hướng 180 độ luôn, đây là một cái hướng hoàn toàn khác với cái ngành truyền thông mà học về văn văn hóa xã hội. Đó thì nó tạo ra cho mình cái họ cứ nghĩ là nó không liên quan, nhưng thực ra là trong con người mình đã có những cái đó rồi, chẳng qua là mình chưa khai thác thôi. Chẳng qua là mình lại đặt nó vào một cái môi trường khác, dù anh lại dùng toán để học văn và người lại dùng văn để học toán. Đó là dùng toán. Vì sao mà dùng toán học văn? Nghĩa là khi mà học báo thì những người mà học văn á, cái việc viết lãng mạn nó sẽ không phù hợp với viết báo. Đây là dùng cái tư duy logic để viết báo, mà sẽ phân chia ra, mà sẽ phân tích cái vấn đề sự kiện như thế nào để mình viết được bài báo. Đây là mình đã dùng toán để học văn, đây là để làm báo, chứ mình không dùng văn để làm báo. Và khi mà quyết định là rẽ đi cùng một cái con đường cho cuộc đời thì mình thấy là toán, cái tư duy logic cần phải đưa vào cái vấn đề là xây dựng một cuộc đời, thì văn thì không xây dựng được, báo chí là không xây dựng được nữa, thì phải đi qua bên cái mặt toán, thì là họ chọn cái người công nghệ thông tin, an ninh mạng. Bây giờ dùng văn học toán thì sao? Cái công việc của anh đang làm phòng chống tin tặc ấy, đó hacker này, đó là công việc anh đang làm hiện tại và sẽ theo suốt mình đến suốt đời, hy vọng như vậy. Thì bây giờ dùng văn ở đâu? Văn ở đây có nghĩa rằng là mình phải kiểm tra, mình phải gọi là phân tích cái động cơ nào để dẫn đến cái việc mà họ hack trong cái hệ thống thông tin đó. Đó, học toán là mình chỉ dùng thuật toán để mà ngăn chặn, nhưng mà cái công việc của anh nó không những là ngăn chặn mà còn tìm hiểu là vì sao đưa tới những cái sự kiện như vậy nữa. Thì bây giờ yếu tố văn học nó rất là nhiều, bởi vì là khi mà văn học thì mình sẽ học về văn hóa xã hội trong cái vùng đó, thì mình biết cái tội phạm tin tặc đó nó đang ở cái vùng đó, thì nó sẽ có mang những yếu tố truyền thống xã hội đó. Và nó dùng cái yếu tố để mà tấn công an ninh mạng cũng có luôn. Thì có nghĩa là mình lại kết hợp cái phần mình đã học 4 năm và 2 năm ở Mỹ về văn hóa xã hội, học về những cái mối quan hệ giữa con người áp dụng lại về bên công nghệ thông tin. Thì nó lại có một cái sự giao thoa, cứ tưởng chừng là nó rất là độc lập và rất là đối lập đúng không, cái vùng đó lại có sự giao thoa.
thì nó là một cái sự kết hợp mà anh nghĩ là về cái bản thân mình là một người nhận ra rằng là mình có những cái yếu tố nó tiềm ẩn và bây giờ là lúc mình cho nó trỗi dậy đó. Thì cái đó cũng là một cái yếu tố rất là hay mà muốn chia sẻ với các bạn trẻ quan ngại. Có nghĩa là bởi vì mình ở Việt Nam á, cái lợi thế của mình là học được rất là nhiều thứ. Mình sinh ra ở một vùng quê, tức là mình biết được cả về xã hội, đúng không? Mình chơi những trò chơi dân gian. Và khi mình đi qua nước ngoài á, thì là mình tiếp cận với môi trường chỉ tập trung vào công nghệ thôi. Và họ thiếu đi cái vấn đề xã hội. Thì khi này mình nếu mà mình biết kết hợp là mình biết kết hợp về vấn đề xã hội, môi trường mà mình đã học được, mình tiếp thu được từ cái lúc nhỏ, ba mẹ dạy những cái truyền thống người châu Á đó, cái này với người phương Tây thì rất là hay. Thay vì người phương Tây họ rất là độc lập, họ tự làm mọi thứ á, thì cái việc làm theo nhóm họ rất là yếu. Thì mình lại lấy cái ưu điểm là mình làm việc theo nhóm rất là tốt, mình lắng nghe được tốt hơn người phương Tây. Những người bạn, thực ra nói người phương Tây thì nó hơi rộng, nhưng mà những người bạn bên Mỹ của anh khi mà anh học nhóm thì mấy bạn chưa biết kết hợp cái gọi là cái mục đích của nhóm. Mấy bạn chỉ đưa ra cái nguyên tắc của mình và ý tưởng của mình mà không biết lắng nghe ý tưởng người khác. Trong khi anh thì ở Việt Nam thì anh làm nhóm rất là nhiều, và làm nhóm thì là có mục đích, mình có cái mục đích nhóm chung, thì có nghĩa là mình đưa ra ý tưởng nhưng mà lúc nào mình cũng xây dựng mục đích nhóm, là hướng về mục đích nhóm chung đó. Thì mấy bạn bên lớp của anh bên Mỹ thì không có cái đó. Thì là anh lại hướng mấy bạn về mục đích nhóm chung thì nó thành công. Hay quá. Vậy thì nghe cái chia sẻ của anh thì em thấy là có vẻ cái ngành công nghệ thông tin có vẻ là khá hot ở Mỹ, đúng không ạ? Vậy thì nhân tiện đây, và em nghĩ là các bạn trẻ Quảng Ngãi cũng đang rất là thắc mắc là nếu mà mình đi du học thì mình chọn cái ngành học nào có thể có được cái cơ hội việc làm, cũng như là cái ngành nào mà mình có thể mình kiểu như là mình sẽ đầu tư thời gian nhiều hơn để mà mình có một cuộc sống tốt hơn đó. Thay vì mà mình không biết điều đó thì mình sẽ cứ đi vòng vòng, giống như là mình đi rất là mình sẽ phải trải qua nhiều cái mình xác định đúng cái mình rồi muốn, cái đó là một cái mà em thấy là nhiều bạn đang mắc phải luôn ấy. Thì không biết là cái ngành nào là có thể có công việc tốt và hot. Trước hết thì thực ra ngành thì mình có rất là nhiều ngành. Ở Việt Nam mình có cái đại học bách khoa, nghĩa là có cả trăm, bách là 100 đúng không? Là có cả trăm ngành luôn. Cả nước ngoài cũng vậy, nó có rất là nhiều ngành. Nhưng mà mỗi quốc gia thì sẽ có những ngành phù hợp riêng với từng quốc gia đó. Và đầu tiên là phải xác định được mục tiêu của mình này. Là như anh Việt ấy, khi mà anh Việt qua năm 2 năm đầu tiên ấy, thì chỉ nghĩ là quay về Việt Nam thôi. Nên là cái việc học ngành communication rất là phù hợp. Vì quay về thì mình trở thành là một thạc sĩ thì mình có thể đi dạy để học được ở Việt Nam, và mình có một cái công việc rất là phù hợp với cái ngành học đó. Nhưng mà khi bắt đầu nghĩ cái ngành communication và chỉ có ngành học mới thì lúc đó là mình định hướng là mình sẽ muốn định cư ở Mỹ. Chứ mình không muốn trở về Việt Nam làm việc, mà mình muốn làm việc ở Mỹ. Thì bắt đầu trong cái hành trình đó, mình bắt đầu tìm kiếm những cái ngành học mà sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam có thể cạnh tranh để có thể ở lại Mỹ được. Lúc đó là một câu chuyện khác rồi. Thế lúc đó là em có thể học những cái ngành chung chung như là quản trị kinh doanh, hoặc là truyền thông, hay là báo chí, hay là ngôn ngữ nữa. Mà em phải học những ngành mà luật pháp và chính sách của Mỹ đang ưu tiên cho sinh viên quốc tế. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lúc đó mình phải thực tế là bây giờ mình xác định là mình muốn ở lại Mỹ hay là muốn trở về quê hương. Mình muốn đóng góp theo kiểu nào. Thực ra ở lại Mỹ vẫn đóng góp cho quê hương được chứ không phải là không. Nhưng mà mình sẽ ở lại một đất nước khác. Đó. Thì câu chuyện lúc đó thì anh xác định rõ luôn, rất là rõ ràng là mình ở lại Mỹ. Thì nó có, ở Mỹ thì nó có cái ngành STEM, đó là về gọi là social engineer, nó xong rồi science, rồi technology, rồi math, đó khoa học tự nhiên. Thì những cái như vậy á, nó liên quan đến toán, lý, hóa, công nghệ, kỹ sư, những ngành thuộc về khoa học tự nhiên. Hầu hết là những khối ngành sẽ được Mỹ hỗ trợ để mà tìm cái công việc, và cái khả năng ở lại Mỹ rất là cao. Cái khả năng mà được công ty tài trợ, nó dùng từ sponsor ở lại Mỹ rất là cao. Và họ sẽ giúp cho mình có giấy tờ, ví dụ như là có visa việc làm hoặc là thẻ xanh để ở lại Mỹ. Đó là những cái giấy tờ rất là quan trọng. Nếu mà có rất là khó, nhưng mà nếu mà học những ngành đó thì khi mà mình tốt nghiệp xong thì cái cơ hội việc làm rất là cao. Đó. Thì công nghệ thông tin là một ngành trong cái khối ngành như vậy. Đó. Thì bởi vì anh Việt rất là xác định rất là rõ rồi. Nên khi mình chọn ngành thì mình chọn thẳng vào ngành STEM đúng không? Thì mình không có bị vướng mắc sau này. Nhưng mà lúc học communication đó, là khi ra trường là rất là đau đầu vì nó không có trong cái ngành STEM, thì nó không có nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ. Nên là mình cạnh tranh với dân Mỹ rất là cao. Nên thường là mình sẽ bị out ra khi mình đọc hồ sơ. Nhưng mà khi học khối ngành STEM đó, là người châu Á, nó có cái tư duy hay là người châu Á thì học toán là giỏi so với bạn Mỹ ấy. Thì lúc nào cái hồ sơ của mình cũng được ưu tiên, được xét trước hết. Cũng là một cái thuận lợi. Cũng là một cái thuận lợi rất là lớn đúng không? Bởi vì hồ sơ thì đọc rất là nhiều,
nhưng mà mình ưu tiên xét trước thì mình lúc nào cũng gây ấn tượng ban đầu rất là tốt rồi. Đó nên là cái khối ngành đó thì mấy bạn bây giờ á, nước Mỹ nó còn mở rộng thêm cái khối ngành STEM ra cho nhiều ngành khác nữa. Hồi trước nó bó hẹp chỉ là khoa học máy tính này nọ thôi. Thì bây giờ mấy bạn mà muốn đi du học xác định là ở hay về, đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên ở hay về xong nếu mà về thì mấy bạn có đi học bất cứ ngành nào, nhưng mà về thì xác định tiếp là ở Việt Nam đang chuộng ngành nào. Để về không bị sốc văn hóa ngược lại ở Việt Nam. Chứ không nếu mà học đã đời ở Mỹ rồi về ngành nó lại không chuộng ở Việt Nam. Thì vừa mình mất một cái khoản phí rất là lớn mà lại về bị mặc cảm là cái không dùng được ở Việt Nam. Và đang ở trong môi trường rất là cao, về lại họ lại không chuộng, nghĩa là họ không có nhận thức được cái giá trị của mình học. Thì mình bị mất cái một cái phần gọi là bị tư tưởng mình bị ảnh hưởng rất là lớn. Đó. Còn nếu mà ở Mỹ thì điều nếu mà ở Mỹ thì là có thì đó thì mình chọn những cái ngành mà Mỹ họ chuộng. Nghĩa là xung quanh lại thì vẫn là hiểu luật chơi của từng quốc gia. Đúng rồi, phải thực tế. Đúng phải thực tế. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Đúng rồi. Cảm ơn những cái chia sẻ thú vị và cực kỳ hữu ích của anh Việt. Và bây giờ thì chương trình sẽ mời các bạn quay trở lại sân bay July để chúng ta tóm tắt lại những cái mà nãy giờ anh Việt đã chia sẻ, và đặc biệt đó là anh Việt có những cái lời khuyên, những cái góp ý nào, là những cái sự chuẩn bị nào cho các bạn để mà các bạn có thể đi du học không ạ? Thì nói vui một tí là mình trở lại sân bay July, nghĩa là mình đi từ Việt Nam, đúng không? Từ hành trình từ một đứa trẻ con xong lên học 12 ở trường trung học phổ thông Bình Sơn, xong rồi đi ra Hà Nội, xong đi qua Mỹ, xong rồi trở về Việt Nam và lập gia đình. Xong biệt, ngồi đi nói chuyện về. Nó rất là nhiều cái câu chuyện. Nhưng mà đúng là trong cái gọi là trong khuôn khổ của một buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, thì cái việc mình chia sẻ như thế này, mình anh Việt thì không nghĩ là nó sẽ đau to vô lớn gì cả. Nó chỉ là những cái sự kiện của cuộc đời của mỗi người thôi. Nhưng mà biết đâu rằng là có một người họ sẽ xem được và cảm giác nó phù hợp. Anh thấy nó cũng ngộ, nó vui thôi. Cái anh này anh cũng từng như mình thôi, từng học sinh rất là bình thường, học khá giỏi ở trường Bình Sơn, nhưng cuối cùng lại đến được một đất nước khác. Có thể là bạn không đi Mỹ, không thể đi Anh, đi Pháp, đi đâu cũng được, nhưng mà miễn là cái ước mơ mà mình nung nấu trong đầu á, nó từng bước thực hiện được. Và cái trong cái ước mơ hành trình đó thì sẽ có những cái gọi là cái tips, những cái thủ thuật, những cái gọi là cái mẹo nhỏ nhỏ để làm sao mình đạt tới ước mơ của mình. Nhưng mà cách mà anh từng đạt được á, thì cái vấn đề mình nhấn mạnh ở đây á, là vấn đề mình sẽ đi qua một đất nước khác thì tiếng Anh luôn luôn là yếu tố đầu tiên và tiên quyết. Đầu tiên phải chuẩn bị tiếng Anh rất là kỹ càng. Ít nhất á, bây giờ thì cái điều kiện của các bạn tiếp cận tiếng Anh khá là sớm, nên là nó sẽ khắc khe một chút, là IELTS ít nhất là phải 6.7 chấm trở lên. Hồi xưa thì 6 chấm vẫn đảm bảo điều kiện để đăng ký một số trường, nhưng bây giờ thì ít nhất hy vọng là các bạn có hoặc là có nhu cầu đi du học thì hãy tạo cho mình hành trang IELTS ít nhất là 6.5, và đặc biệt là kỹ năng writing và speaking ít nhất phải 6.5. Nếu mà đã thấp quá thì đôi khi mấy bạn qua sẽ bị bỡ ngỡ, và đặc biệt là cái IELTS 6.5 đó nhà trường sẽ căn cứ là tất cả mọi kỹ năng phải trên ít nhất là 5.5. Thì hầu hết là một kỹ năng trên 6 chấm là đẹp nhất. Đó là về, đó là về gọi là cái hộ chiếu ngôn ngữ. Đó. Rồi cái thứ hai á, là bây giờ mình là dân công nghệ mà, chứ mình có iPhone này, mình có tích hợp tất cả mọi cái app trong cái điện thoại, trong điện thoại của mình. Thì bây giờ cái khi mà đi du học thì phải download những cái app cần thiết, về app về nhà ở, app về từ điển, app về ngôn ngữ, app về dịch thuật, và app về trao đổi, như là những cái app trao đổi về cuộc sống của nước ngoài giữa những người bản địa và những người nhập cư mới đó, thì là cái việc tìm hiểu để tải những cái app trên điện thoại của mình đó là một kỹ năng nữa mà mấy bạn cần phải tìm hiểu. Bởi vì đôi khi mình không thể nói ra được, nhưng mà khi mình đưa ra cái điện thoại và mình dùng cái app đó, nó sẽ có những cái thông tin mà cái người bản địa họ hiểu được, họ sẽ giúp đỡ mình. Rồi cái thứ ba là rèn luyện cái khả năng độc lập và chủ động trong cái suy nghĩ của mình. Mình phải là người hình thành được là mình muốn làm gì, mình muốn đi nước nào, mình muốn học cái gì, mình muốn bắt đầu từ đâu. Mình phải là người đưa ra những cái hoạch định như vậy thì mình mới có thể bắt đầu được. Với thứ tư là phải bắt đầu là như thế nào, có nghĩa là phải học tiếng Anh, có nghĩa là phải ngồi viết lại là
trong cái tháng đầu tiên này, trước khi đi du học mấy tháng, 6 tháng đó, tháng đầu tiên mình phải học cái gì, tháng thứ hai mình phải tìm hiểu về nhà cửa với nó như thế nào, tháng thứ ba là làm thế nào để liên lạc với những cái nhóm hội trên mạng xã hội, không những là Facebook mà có, ở Mỹ thì người ta dùng Twitter rất là nhiều, hoặc là dùng Snapchat rất là nhiều. Thế là mình phải thay đổi tư duy là cái nơi mình tới người ta đang dùng cái gì, thay vì là mình đang tốt về cái gì thì mình phải coi là cái nơi đến họ đang dùng cái gì, và mình phải cố gắng là phải bắt kịp và phải học cái những cái mà họ đang dùng đó, để mình khi tới mình không bị bỡ ngỡ mà mình bắt luôn cái nhịp sống của họ. Và cái chia sẻ cuối cùng đó là hãy gọi là hãy chủ động kết bạn. Nếu mà không có bạn bè thì mình sẽ rất là cô đơn, mà cô đơn thì tự nhiên mình mất đi cái sự tự tin mất. Thì phải có môi trường mình mới tự tin được, có môi trường mới giao tiếp được. Thì cái mình thiếu ở Quảng Ngãi mình đó là sự tự tin kết bạn, lúc nào mình cũng chờ người ta đến với mình. Ngược lại mình đến với người ta đi, mở lòng ra. Các bạn cứ cảm nhận rằng bây giờ mình đi ngược lại. Bình thường mình đi một con đường, bây giờ mình đi ngược lại đi, mình lại gặp những người khác. Và đặc biệt khi mà mình tự tin rồi á, thì nó sai ra thì người ta sẽ rất là vui lòng sửa giúp mình. Chứ mình không nói thì sao không ai biết cả. Những khó khăn của mình á, cái mình giấu thì sao không ai biết cả. Đó là những cái chia sẻ mình rất là mong muốn là qua cái buổi trò chuyện như thế này á, là mấy bạn trẻ của Quảng Ngãi bây giờ luôn luôn nghĩ rằng là cái ước mơ nó lúc nào cũng thể lớn được cả, từ nhỏ đến lớn. Tức là, và chúc cho tất cả những đứa bạn mà đang xem chương trình và cũng như là Thúy sẽ có nhiều buổi trò chuyện hơn với các bạn. Câu chuyện nhỏ thôi, nhiều lúc nào cũng mang tính là vui và có thể truyền được cảm hứng với mọi người. Dạ rồi, thì em xin thay mặt cho chương trình cũng như là bản thân của mình cũng muốn chúc cho anh Việt là cái chuyến hành trình của mình trở lại Mỹ sẽ ngày càng thành công và có những cái câu chuyện mới và những cái hành trình mới để mà chinh phục và chia sẻ với các bạn nếu mà chúng ta có những cái dịp khác anh ha. Và hy vọng là sau này nếu mà những bạn trẻ Quảng Ngãi mình có cơ hội mà qua Mỹ đó, mà ở cùng bang với anh, hoặc là nếu mà có thể có cái sự kết nối được thì hy vọng anh sẽ hỗ trợ và kết nối với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đón xem chương trình số đầu tiên của Quảng Ngãi Youth Talk, và chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào ngày 15 hàng tháng trên fanpage Quảng Ngãi Youth Talk, và hy vọng các bạn sẽ đón chờ những cái số tiếp theo với những câu chuyện và những cái khách mời rất là thú vị và hấp dẫn. Nếu mà bạn biết những câu chuyện nào tương tự, hoặc là bạn có những câu chuyện tương tự muốn lan tỏa đến cộng đồng của những người trẻ Quảng Ngãi, thì hãy liên hệ ngay với ekip của chương trình. Chúng ta sẽ trực tiếp kết nối. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các số tiếp theo.